Ủa cái thuốc gì đây? À cái đơn, xin nói nè, cái này là thuốc tình yêu nè, xin cai uống vô đi. Đây thuốc tình yêu. Cái này là thuốc cái này là thuốc tình yêu, nói chung là khi cai uống vô á, cai sẽ gọi là càng yêu xin mía á, đó uống đi. Ồ thì ra là vậy hả? Ờ đúng rồi, uống đi, đúng rồi, uống đi. Vừa gì mình ngơ ngáo luôn rồi. Bài đó chẳng rồi, mình là Simi đây ảnh nhá. Và chào các bạn trở lại video của mình. Và chào các bạn trở lại video Minecraft cùng với bé mưa cu té của mình thôi. Trời ơi, chán quá các bạn ơi. Cái Ron này sao lúc nào các bạn giờ lúc nào mình chào mình cũng chào mình á. Một lý do là cái Ron đi đâu ấy đó. Sống nào một cái nhà mà xây cho mình với cái Ron đó. Suốt ngày giờ cái nhà là nhà ma luôn các bạn ơi. Cho mưa này. Thì cuối cùng hạnh phúc của mình chỉ dành cho bé mưa thôi hả? Trời ơi, buồn vậy. À, trời ơi, chán quá. Suốt ngày ở nhà với bé mưa à. Bằng mưa nó cứ ngồi im này à. Trời ơi, cũng không dẫn nó đi chơi được. Sợ mất nữa. À, ơi, xin giới thiệu mọi người đây. Ta, một cái gọi là gì đó. Một khu gì đó. Khu farm ở trang trại nhỏ của mình với những bé cừu mắc lẻ đó, cu te đấy. Đó, gì đó, nhìn tao nè. Đó thì mình cũng có gọi là đấy, có một số thứ thì chán quá thì cho tụi này ăn cho đỡ buồn, chứ có cây Ron ở nhà buồn lắm. Đó thì được ăn đi, ăn rồi sinh con đi, đó thấy chưa? Đứa nào cũng mập mập đó, thấy chưa? Đó, cu te. Nè cây Ron. Hello. Giết dở. Ủa mấy mày đang đi đâu vậy? Ủa sao ở đây làm gì vậy? Mấy bữa giờ hả? À mấy bữa giờ phá cửa luôn hay hay già luôn. Ở đó đi. Ở đó luôn đi. Giờ người ta luôn à. Ồ thích tự mình thích tự mình thích. Vậy vui quá. Trời ơi. Ai làm nhà cái đó, ông bỏ tôi ra. Ông đi chơi một mình, ông không ở nhà chơi với tôi. Ai nói là Kairon bỏ Simi đâu? Trời ơi, bà biết gì không? Không có biết là bữa giờ lý do tại sao Kairon không ít xuất hiện trên clip của Simi không? Sao? Kể lời do. Đó là bởi vì hiện tại là bên channel của Kairon đang có nhất rất là nhiều series hay, các bạn hãy nhớ qua và coi nha. Ông cần nói gì hả? Tặng mày nè. Nhảy. Ủa gì vậy? Đây là một món quà nhỏ nhỏ. Ờ hôm nay tặng hoa đồ kiểu đó gì vậy? Gì vậy tặng gì tặng hoa vậy? Gì hôm nay tặng hoa tôi vậy? Thì thích tôi tặng thôi. Trời ơi đây. Rồi đây. Đưa hoa đây. Đưa hoa đây, đưa hoa đây. Rồi, cảm ơn cây Ron nha. Trời hết giận á. Ê. Gì? Hả? Ôm cái đỡ giận. Chắc không? Ok ôm cái nè, rồi ôm nè, ôm. Đi ra, tôi ghét không? Bỏ từ mấy ngày đây tặng tôi muốn hoa là nghĩ tôi hết giận á. Nói chung là lý do mà mình bữa giờ ít xuất hiện trên clip của Simi là bởi vì hiện tại là... Được rồi, không vẻ quá à. Suốt ngày ở nhà đó câu này à. Chán một cái Ron, trời ơi, suốt ngày cho tôi kiếm gì tôi chơi ở nhà hồi chăm hả? Chăm mấy con cừu, chăm bé mưa tôi mệt chết luôn á, có gì không? Trời ơi, vậy là Simi không biết rồi. Hiện tại là bây giờ á là trong Minecraft của chúng ta, Simi có biết chơi Lucky Block không? Trời ơi, biết Lucky Block đập mấy khối gọi là may mắn xui xẻo, hay là nói chung là nó sẽ đâm đung đa mấy cái tùm lum la đó. Đúng rồi, hồi đó là giờ chúng ta sẽ có rất nhiều Lucky Block luôn á, là có Lucky Block luôn. Mà bây giờ hiện tại là Kairon mới tìm ra một cái rất là tuyệt vời luôn. Đó là chúng ta sẽ có Lucky Block tình yêu. Gì? Tâm. What the heck? Ủa Lucky Block tình yêu là gì vậy? Mới biết luôn nè. Là Lucky Block tình yêu đó. Tầm tớ. Ủa cái này dành trai. Dành trai à? Cái dành trai. Ai biết đâu. Ờ sao không biết được, phải nói chứ. Nói đi. Cái này không dành trai hả? Thì tất nhiên là dành cho Simi rồi. Ủa mà cái Lucky Block này là cho những cặp đôi đang yêu nhau à? Hay sao? Đúng rồi. Tôi không được yêu nhau đâu. Tôi chỉ xem ông là anh trai tốt thôi. Xin lỗi Kairon. Rồi sao? Ở cái này cái Lucky Block này đập ra là có gì? Nó có kiểu những thứ giúp tụi mình gọi là làm cho tình yêu tụi mình nó lớn lao hơn à hay sao? Ủa gì vậy? Cái gì vậy? Giận người ta hả? Gì vậy? Ê! Đi kia! Ai giận nó bọn. Rồi giờ sao? Ông giới thiệu xong đi vậy luôn hả? Thôi xin lỗi Kairon này hung miếng nè. Hết giận rồi. Thế luôn à.
Rồi là sao? Đây. Rồi. Đây là cái lucky block và gọi là lucky block tình yêu, nó không dành cho fanzone đâu. Ok. Nên là đây là cái mình nghĩ em nghe nói ông nghĩ sau video là nhiều người sẽ bảo là em được đang FA xong là tại sao chị lại làm cái chuyện như này không nhá. Nghiệp. Không sao đâu các bạn à. Một ngày nào đó các bạn cũng sẽ trên thế giới này có 7 tỷ người, một ngày nào đó các bạn cũng sẽ tìm được một nửa của mình thôi. Trời ơi vậy luôn á. Rồi giờ sao? Sao cái cổng này với cổ vũ vậy? Bây giờ là đó, chưa đẹp chưa đó. Trước khi mà chúng ta là gọi là trước khi mà chúng ta đập được cái lucky block này, chúng ta phải chiều hồi cánh cổng. Lucky block mà chiều cánh cổng làm gì? Đúng rồi, tụi mình phải vô cái cánh cổng đó rồi tụi mình mới đập được cái lucky block thì cái khả năng gọi là đồ này nọ nó sẽ năng suất hơn, nó sẽ hiệu quả. Ủa sao lucky block tình yêu nó phiền phức vậy? Rồi cánh cổng đâu? Rồi đây bây giờ chúng ta sẽ chế tạo cánh cổng nè. Thôi này được không cây đen? Được không? Dạ, ông chắc không? Được. Rồi giờ đi qua đúng không? Rồi. Đúng rồi, đi qua đó. Ủa một người hai người hay là hai người đi cùng một lúc? Hai người đi cùng một lúc. Chạy nè, chạy nè. 1 2 3 yeah! Wow! Ủa. Cây đen. Cái gì đâu? Dạ. Cây đen nó mới năm kìa. Wow, cây đen chị thương quá. Skin mới nè. Wow. Ôi skin màu hồng luôn nè. Trời ơi tôi coi. Skin màu hồng. Wow, màu hồng luôn nè. Trời ơi dễ thương quá. Giống cặp đôi. Tụi mình là cặp đôi màu hồng các bạn. Ê thì ra đây là cái công ích của cái cộng này đấy hả? Giúp tụi mình biến thành màu hồng đi. Đúng vậy, nó giúp chúng ta đổi skin rồi. Rồi ok, bây giờ tụi mình có một challenge như này. Bây giờ ông đập hai stack gọi là lucky block màu hồng, tôi cũng vậy. Nói chung là tất cả hai tụi mình sẽ đánh nhau chơi không? Mà coi như là coi ai sẽ là cái chiến thắng các bạn. Wow, skin mình dễ thương quá. Trời ơi, đó nhìn tôi dễ thương không? Trời màu hồng nè. Chiến đấu chơi của mình thì mình sẽ đặt ra một đống vậy rồi sau đó mình. Trời ơi, thiệt luôn hả? Con heo kìa. Con heo kìa. Wow. Trời ơi. Trời ơi. Ui nó chạy nó phát chạy tôi luôn. Nó đang tì ơi. Ôi sợ ơi chạy trời sáng rồi đâu tôi sợ quá à. Ui tự nhiên tôi bị đang tì luôn nè. Cái này do ông á. Ok bây giờ mình sẽ chiến thắng cái đông cách đơn giản thôi các bạn ơi. Trời nó đổi đồ nè. Một quả táo vàng. Cái này cứu xem. Mày nè. Trời ơi, đang chơi solo hay đứa mình đang solo nhưng mà đứa nào dám tới con ơi. Trời ơi, cảm ơn Kai nha, tốt mà. Trời một cái ảo vậy Lucky Pink Chester đó. Ông làm gì vậy? Một cái lỗi mình. Chat Ender à? Ui giờ. Trời mấy con gì vậy? Tôi tắt cái này đã. Đấy. Trời ơi. Cái ron này toàn làm cái gì không mà. Ok rồi mình sẽ tiếp một bánh nè. Wow. Có gì kiếm nè. Wow. Sao mình bị chậm rồi nhỉ? Đúng đẹp luôn á. Ok rồi tiếp tục nè. Trời ơi cái ron này. Trời diễn gì vậy? Wow đáng sợ quá. Ê ông có chắc đây là lucky block tình yêu vậy cái ron thôi. Nó tức tỏ. Lucky block tình yêu mà. Cái này mình cảm giác tình yêu nó sẽ. Trời ơi. Khoan, tụi mình làm như vậy là tụi mình đang phá luôn cái ngôi nhà luôn á. Không sao, lát nữa tụi mình có khách triệu hồi lại không? Ồ, bóng tiếc nè. Ủa, tụi mình đang phương nào vậy? Không, tụi đang phương. Trời ơi, cái đó đây, ông có chắc này Lucky Block tình yêu không nhờ? Chắc chắn mà. Tụi mình tình yêu đó nó khó khăn vậy. Tình yêu nó phải gọi là ngọt ngào chứ. Tụi mình phải vượt qua đó. Thì đúng rồi, tụi mình cái này là không phải đâu. Người ta ngọt ngào là nó xưa rồi, bây giờ người ta phải gọi là như là vượt qua bao nhiêu thử thách. Ok. Trời ơi sao mình cảm giác tình yêu này nó khó khăn. Ủa một cái bút, một cái sách gì đây các bạn? Sách, ồ, phách tào lao quá các bạn ơi. Trời ơi, tình yêu của mình với cái đôi nó. Cái gì vậy? Cái đôi này tôi lúc tay nó bó được, tôi giật mình nha. Cái gì đâu. Cái gì đây? Cái cục gì nè? Cái cục này vừa bị đánh người đúng không? Ủa, tôi xài hết được một stack rồi nè. Trời ơi, nhanh vậy. Ủa, cái thuốc gì đây? À, cái đơn, xin nói nè. Cái này là thuốc tình yêu nè, xin Kai uống vô đi. Đây là thuốc tình yêu. Cái này là thuốc thuốc tình yêu, nói chung là khi Kai uống vô á, Kai sẽ gọi là càng yêu Simi hơn á. Đó, uống đi. Ồ, thì ra là vậy hả? Đúng rồi, uống đi. Ê da. Hay lắm. Kai dễ lừa quá. Xin lỗi mà. Trời ơi. Ok. Ôi mình được cái đầu step nè. Wow. Cơ bản
cho mình đi bạn. Wow, đáng sợ vậy. Ủa? Trời ơi, cái đó kìa bà ơi. Trời ơi, cái đó kìa. Trời ơi. Wow, dạ, dạ. Chạy đi. Rồi, sao rồi? Rồi sao Caron còn chịu ra quái vật nhà mình bình thường à? Cái con sẽ tiếp tục với lúc. Trời ơi gì vậy? Trời ơi gì vậy? Nhưng lại xem nghe gì á? Ủa này là gì vậy? Cái này là cái rìu các bạn ơi. Trời ơi, những cái rìu cường lực chứ nè. Wow, để mình đánh Caron nữa. Trời ơi, một phát chết luôn các bạn ơi. Cài ơi, như cài ơi, ơi đừng có giết sim. Như nãy sim vừa nghe gì á. Thôi đời rồi. Anna thật sự em không biết đây là có phải tình yêu không nữa. Thật sự đôi lúc mình không biết cái này là có phải tình yêu các bạn ơi. Ủa gì đây? Đã bảo rồi, chúng ta tới được thì... Thật sự là mình không biết cái tình yêu này mình có tiếp tục đổi không các bạn ơi. Mình thấy tình yêu này chắc nó là sau ngày hôm nay chúng ta sẽ thuê mặt bằng mới cho khu nhà. Xong chết hết luôn. Trời, mình thấy cái tình yêu này nó xa xa quá bạn ơi. Nó. Ủa tiếp kìa. Trời ơi, cũng dẹp quá bạn ơi, đi xa xa anh ơi. Trời ơi, gần quá, nó bị ấy à. Ok, ta sử dụng cái này. What cha. Wow, chết luôn. Sắp chết luôn các bạn ơi. Không chết. Cái đóng. Chết luôn à. Chết luôn. Sao mình yếu nhỉ. Cái con. Trời các bạn ơi. Tính. Ok, chạy em. Chạy em đâu nha. Chạy em đâu. Tao lấy cái gì đâu, anh lấy cái áo, cái kim cương của em. Anh lấy áo, kim cương của em. Trả đi. Ủa đâu rồi. Ủa anh lại. Trả. Ôi trả của em mà. Anh Duyên quá. Trả cho em đi. Có đâu. Em biết. Trả cho em nha. Cái đó đó bà ơi. Chạy đi. Cái đó lấy đồ của mình kìa bà ơi. Cái đó này. Trả đồ cho em anh Duyên quá. Anh trả không. Anh trả không. Không trả đồ cho bà hả? Cái này như kiểu đánh đó. Mới luôn á. Ủa, gì đây? Trời ơi, hôm nay cũng được. Được. Thôi, trả đồ cho em đây, của em mà. Anh Duyên quá à. Cái đó là mình lấy, tự lấy đâu mà. Anh Duyên quá à, nãy anh chạy ngang luôn á. Thôi trả cho em biết đâu. Các bạn thấy Caron chơi bận không? Các bạn thấy Caron chơi bận nha, comment mình gửi cho mình nha. Dạy sự thật thôi, tôi chỉ đang nói sự thật thôi mọi người. Bắn tôi hả? Ôi, Jimmy nó to quá trời luôn kìa. Duyên quá trời, thấy bạn vừa nói câu chơi bận xong. Chưa xong, em còn 19 không? Em còn 19 không? Sao còn 19 không? Đặt cái hết luôn đi, Cao, em đặt ra. Đó. Duyên, đồ em à. Kiếm tình yêu nè. Anh ơi. Ôi chết nè. Chết nè. Ai đừng giết chết mà. Tại sao lại giết chết vậy? Còn giết cái đầu đó phải giết đầu. À nhìn nào, kiếm tình yêu nào. Đâu. Nè. Này là Pink Lucky. À. Đâu. Đâu. Quá. Ây da. Ôi, chưa bắt đầu để xong rồi ạ. Xong mình thấy kiếm đây hơi bãi nha các bạn ơi. Trời ơi, cây giòn tuổi rồi. Cây giòn tuổi rồi, cây giòn tuổi. Đứng đánh đâu vậy? Ủa, xin nha, đây nè. Ủa gì vậy? Cái này là tự bóp đúng không ta? Cái này là tự bóp đúng không vậy? Các bạn ơi, mình thấy gì vậy các bạn ơi? Mình thấy gì anh ơi? Gì? Thấy gì á, nó là lạ lắm. Không biết nữa, nè. Em thấy gì á. Nhờ bây giờ anh em solo được chưa? Giờ sao? Hả? Giờ cưng ở gì? À. Ok, thì bây giờ mình và Caron sẽ
gọi là chính thức chiến đấu, gọi là đứa nào thắng thì Anna có gì ăn. Em đói quá, đói quá. Đi mà cho em ăn đi, đói. Không, hết rồi, hết đồ ăn luôn rồi, không có táo vàng luôn á. Ok, đây, tặng anh nè, một chiếc táo vàng. Thành kiểu baby. Rồi. Ok, bây giờ em cũng có một quả táo vàng. Rồi, giờ sao? Vậy sao? Vô đi mọi. Ok, ra đây nè, ra đây, không đứng đó, chơi đó là lúc đó lắm. Rồi, chuẩn bị ra. Tôi biết là cậu thua rồi, cậu cũng không cần phải gì đâu. Ok, chuẩn bị ra. Các bạn nhìn mình đánh cây đo nè. Một. À, mang gì đâu đã. Một. Hai. Ba. Ba. Ôi, chơi. Là bạn à, bạn đánh gì vậy? Bạn đánh gì vậy? Ôi trời, chơi gà tôi bơi rồi. Đánh gì vậy? Cái kiếm tình yêu. Cha. Đánh gì vậy? Ôi trời ơi. Cái kiếm tình yêu này mạnh ghê á. Ghê mà. Ok, thì video của mình như này thôi. Thì tất cả giờ thì các bạn thấy video này như thế nào thì mình là người chiến thắng nha các bạn. Đó, thì nói chung là Kayon thì vô đọc vừa cũng thua thôi đó. À ơi, thì các bạn thấy video đó. Nếu bạn muốn mình và Kayon gọi là độc lucky vlog gì thì các bạn đọc mình bình luận phía dưới nha. Và nhá, sau có việc thì chúc bạn xem video vẻ và bye bye. Bye bye.